Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình theo anh em đi kéo lưới nha mọi người. Đi vào áo bên trong này nha. Có cái áo ở tường mặt đây mọi người. Biết có cá hay không đây. Có tôm, có tép gì không đây. Mọi người theo anh em mình nha. Để áo đây rồi. Có đèn áo rồi mọi người. Hai anh em mà đang dàn đi lưới thì mà kiểu sáng bên này nhá. Áo này nhỏ thôi. Nhìn đơn giản nhưng nghe nói là đẹp nhiều lắm. Áo này đúng như thế đây. Có gì không đây? Có tôm, có tép gì không? Hay lại xuống mất công. Áo này có cá lóc quả mọi người. Chắc là nhiều cá lóc. Mấy có tép không đây? Nhìn áo đơn giản này. Áo nhìn có tí mọi người. Nhìn có tép tôm gì không đây? Xem anh quẹt thử xem nha. Áo này tẹp cho chắc là có nhiều. Mắc cây rồi. Xem là kết quả lượt kẻ đầu tiên nha. Lượt đầu thì chắc là có mà hơi ít mọi người. Kéo từ thôi. Đó, có mà. Đẹp nhiều mà. Đó, được cả. Cảm mê. Đấy, có số tép rồi cả gì đấy, cả mê. Cả mê này. Cả gáy cả mê. Kiểu này chắc là ổn. Đi phải đi mấy vòng. Thoải mái. Nga thằng khám phá có gì thì đủ kỹ năng cùng rồi. Đấy. Có cả gáy mới. Ơi, bữa tắc năm mà chưa có cả mẹ cả gáy. Đừng có áo lông tao không có rồi mất. Lông tao đi nhỉ. Vừa chân được vào đi. Ủa đó, mấy xảy không đi. Mấy xảy thì thôi đâu nó có. Cả mẹ nhỏ. Cả này hình như từ năm ngoái. Ừ, ốc năm ngoái. Mới thào, từ năm ngoái đến giờ. Này hồi Tây Bắc ăn sống nè. Như người hỏi ăn chứ, như người hỏi ăn sống được mà. Mình chưa giảm ăn. Giảm thịt rồi. Cùng y đấy đi Hà Nội. Anh sọt cái đấy. Ok. Sống ấy chỉ chứ không có một nơi. Mẹ đâu, lửa đâu là được, băng này ổn rồi. Có môi rồi. Đi mấy vòng nữa. Anh em kiểu được thứ hai mọi người. Lượt thứ hai đây có may mắn hay không đây? Vậy mà tôm chắc chắn là có mọi người. Mình có tép nha. À có con gạch. Có nhiều mà, cá còn có mà. Ồ, được con trồ. Cả gáy thôi con này cả gáy. Thôi rồi ok. Ổn rồi. Để đá ơ. Một thằng qua trống đi. Nó mà hầu vòng đây bộ. Pháo nữa này mà mẹ cái cầm sổ. Có hình tựa, có vài con nhảy quẩy trong lưới rồi. Rồi.
Dính rồi. Dính trống rồi. Chạy cũng cả mè thôi. Cả mè hoặc là quả chấm. Mục đích của mình là chỉ tép thôi mà. Đấy, đổ, tép nhiều đâu. Tép nhiều mà. Hơn độ 3-4 cân đó. 4 cân đó. Hai con à, một con nhỏ một con to mà. Hôm nay là ngày của cú sáng. Con này khoảng 3 cân rưỡi 4 cân. Tầm 4 cân. Tôi biết là con là cá trầm mày. Cá trầm với là của mày con cá tối nhỏ. Là phần tép thôi nha. Làm mẹ để cho nhiều tôm không? Căn bản lấy tép thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi, kéo một đơn nữa, lấy tép mà. Một đơn về luôn. Kéo đơn nữa về luôn. Tép ăn cho đá. Uầy, con đi, con ngó này. Thấy chưa? Con đi tôm rồi, con đi to rồi. Con to rồi này. Con đi ốc đen chứ không phải ốc bướm này. Ốc bướm. Ốc bướm vàng chi? Đây, ốc đen này. Đen. Ốc đen mới vừa đó. Chứ anh em mà quyết định kéo một lượt rồi mọi người. Một lượt là sáng bờ bên kia là nghỉ luôn nha. Tôm cá thì được một số rồi. Đây mẹ cuối nha. Được bao nhiêu cũng nghỉ luôn. Mình có cá mà quan trọng là tôm thôi, tép thôi. Quan trọng là tép. Rồi ok. Rồi rồi. Rồi có một số tép. Được, ba cân hơn. Ba cân trở lên. Con cái nhỏ. Cái nhỏ thả đi. Xuống mà giặt luôn. Rồi. Ốc báo này sái mày chứ. Bỏ cái hầm mày báo nó. Con này chật này. Con trầm. Được một số tép. Một cái nhỏ. Úc. Mức tư hỏi giao của bạn bạc lan ơi. Rồi rồi, ok. Cái này không phải là con tép mà cái này gọi là con tôm rừng. Tôm rừng. Tôi anh em quyết định lấy bằng này thôi nha. Từ nay không được cá thì nên quẹt mấy vòng nữa mọi người. Được con cá này thôi vừa thôi. Đúng rồi, thoải mái. Thoải mái thôi. Em quyết định là nghỉ. Em về thôi. Anh em ơi, về muốn ăn thì phải lăn xuống áo. Tôi lăn xuống áo rồi còn đồ ăn rồi. Rồi. Anh em đang lừa lại tôm tép để ăn gọi. Phần này mình cắn mọi người. Mà anh em mà lừa lúc này thì được bằng đây. Trong đây, trong thôi còn nhiều này. Đây có phần cá nha, phần cá chỗ này ăn gọi luôn. Thôi chỉ khó lừa một lúc nữa, nhanh thôi mà, một người một tay. Thế duy nhất là được con gật trầm mọi người. Cũng được vài con. Con to hơn là chuột hấp nha. Hấp giá giảm là có lá chú, rau thơm các thứ. Em lấy những lá chú rồi nha. Lá chú này cứu xả. Chỉ khó đi một lúc nữa. Thấy chắc lạ. Cũng thấy cả tôm nhảy, món tôm nhảy. Cái 500 em 500 đi ôm đi nhau. Tướng à. Tao đi luôn thì nên ăn đi.
Ngọc cách. Nhưng mà sống hết rồi mọi người. Mau lớn rồi. Có con cá hấp nha. Cá hấp với tôm nhảy. Mình ăn tôm nhảy đầu tiên mọi người. Ôi, mẹ em đi. Mời cả mọi người nha. Thì là tép nhảy, ai bảo là tôm nhảy. Mình phải lừa lừa một lúc đó. Được. Ăn tép nhảy như thế này mình được ăn lần đầu tiên nha mọi người. Mình không quen ăn sống, ăn vào hay bị khán khổ. Mấy mà con kéo được con cá trẫm. Cá trẫm hấp. Xin mời tất cả mọi người nha. Hà tình mà chạy về bán lồn lồn nữa. Tình mình nhá, chắc khác chắc cái nhau. Anh người bên nửa 4 ngày, 5 ngày anh mới về đây nhủ. Chạy được bán. Hà tình trước lắm à. Đòi cũng xấu. Mới về đây mà. Là bên Hà tình mới về đây không? Vừa về con đang ở bên nửa mà. Ăn được cực khắc. Đến vừa. Bột của chín đúng rồi đi. Vừa hốp hầu. Đem xuống chín. Họ có tàu trên. Bên ngay dù. Thôi lừa chứ. Chia xe thôi. Ông hứa đây luôn. Từng người nha. Mà con đã tăng lưu mà con. Má, cái hơi mất kia luôn. Bàn rau. Cứ đang trong quá. Rau là cái rau bắt. Nó hòa bình thường. Chị quay em cô. Chị chỉnh thấy cô. Kiếm. Món cá hấp này rất ngon mọi người. Dạ. Ai tao chỉnh món này cho 10 điểm nha. Ăn một cám thôi ngon. Nó lại ế ớn hơn này. Anh em cùng đi. Buổi sáng đây. Anh cùng tự nhiên thôi nha. Đang xoắn rồi bấm kim nhá. Cùng đi. Ê bà ai kim rồi này kim rồi mình. Đi rồi, đi rồi. Bọn em được rồi. Bọn em bấm rồi. Bấm rồi. Bọn em 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 bấm rồi. Mẹ đi lên tàu ra tàu nói với cái gì vậy? Mẹ nói chứ ạ? Mẹ nói chứ ạ? Ngọc cái nơi! Rồi nó cho tặng Hưng Ngọc cái nơi! À, Dung hả? Dung quá bền! Dung quá bền! Đi anh em, mời tự nhiên đi! Cái gì anh? Cái gì anh? Cái gì anh? Cái gì anh? Cái tự nhiên đi! Mẹ này tàu nữa! Cái gì anh? 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 Xe tàn được ngay! Thực hiện cái việc à! Xe tàn được không được, có 2 kiệt thôi nhưng mà không phải thích! Không tiêu chúng là tiền xôi là tiền xôi đẹp chờ thành phố không phải đi chơi đẹp đúng rồi ngọt bàn tơ mà nó ngọt là hơn mây ngọt bàn căng rồi tao bàn căng rồi cái này cao sáng làm một là đi taxi không bao giờ đi bộ nhưng mà là mẹ đi không uống đúng một cốc cà phê 15 ngàn thôi mà đôi phải đi taxi rồi người cái đi taxi của mấy đủ đưa được một vừa lên nhau rồi. Mọi người xem video hãy chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người để mình có động lực ra nhiều video hơn. Giờ thì video mình đến đây cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người video tiếp theo nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Không phải mình hỏi đây lán đấy ngoài thì nó mà chủ yếu nó có hạt tiểu nó có hạt tiểu hơn của hôm nay người ta ngày chứ không phải cái lời.
bỏ chính cái nước vô có tăng vào bỏ những quán nó cũng thôi túi chưa mưa to chứ cơ cá hấp bên mắt chỉ cao mưa chứ các bạn bắt đầu cào vậy mình bên này nghi ba đúc đó bỏ